Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Thực dưỡng mỗi ngày và em là Minh Thư. Hôm nay trong video này, Minh Thư xin không chia sẻ với cả nhà về cách nấu ăn chay mà là một bữa cơm thường ngày của những người thực dưỡng không có thời gian. Cả nhà hãy cùng tìm hiểu với Minh Thư nha. Đây là một bữa ăn hôm rằm của Minh Thư ngày hôm nay. Minh Thư xin chia sẻ đến cả nhà trong video này đôi điều cũng hơi xàm. Nếu mà cả nhà mình có duyên, mình thích nghe thì mình có thể theo dõi video này nhé. Đây là cơm lứt nà hoa được nấu chung với xích tiểu đậu. Những lúc mà Minh Thư không có thời gian để nấu nướng hoặc là những lúc mà cơ thể bị mệt mỏi thì Minh Thư sẽ ăn rất là đơn giản như vậy nè cả nhà. Nấu thì không có thời gian để nấu bằng chân cách thủy, Minh Thư sẽ nấu bằng nồi cơm điện chứ không có bỏ cơm lứt. Nấu bằng nồi cơm điện thì cũng ngâm hạt gạo trong vòng là 22 giờ, và xích tiểu đậu thì sẽ ngâm trong vòng là 6 giờ. Xích tiểu đậu cũng là một loại đậu đỏ, nhưng mà cái hạt nhỏ hơn, nhỏ xíu à, và cứng hơn đậu đỏ, cho nên là ngâm trong vòng là 6 giờ. Rồi trộn cả hai lại vào trong nồi cơm điện nấu cơm lứt. Cái cách nấu nồi cơm điện này á, thì Minh Thư có chia sẻ rồi. Nếu mà cả nhà không có thời gian nấu bằng chân cách thủy, cả nhà hãy nấu bằng cơm điện và mình mang theo mình dùng, chứ đừng có bỏ cơm lứt thì sẽ uổng lắm nha. Đây là hạt xích tiểu đậu nè. Mỗi lần đi chùa là Minh Thư sẽ mua những cái thực phẩm về dưỡng sinh về để sử dụng. Tại vì chất lượng và cái độ sạch của thực phẩm được đảm bảo tuyệt đối luôn á cả nhà. Không có một chút gì gọi là tạp chất hay là dơ. Làm rất là kỹ. Mua về trong từng gói, nhà mình thì có cái hộp, hộp này là hộp chanh muối dùng hết rồi thì Minh Thư sẽ để lại và cho hạt đậu đỏ vào trong này, bảo quản thì rất là tốt. Rồi bên cạnh đó thì món cơm này còn có ở phía trên là lớp tét ca. Tét ca này theo dạng khô, có một loại tét ca dạng ướt nữa. Đây, tét ca đặc biệt của công ty Quy Nguyên. Minh Thư thì không có bán buôn gì hết, không có quảng cáo gì hết, chỉ là Minh Thư dùng loại nào tốt cho sức khỏe, Minh Thư biết thì Minh Thư chia sẻ lại cho cả nhà, nhất là những anh chị và những cô chú thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh thì rất cần những cái loại thực phẩm cực sạch và phải tốt cho sức khỏe thì mình mới cân bằng lại được cái bữa ăn của mình, cân bằng đúng chuẩn âm dương để mà mang lại lợi ích. Và cái tét ca này thì rất là bổ dưỡng á cả nhà. Được làm từ rau củ tươi, rất là tốt cho sức khỏe. Hoàn toàn là những cái loại rau củ này đều được đảm bảo từ nguồn đất cho đến nguồn nước. Và cái quy trình sản xuất tét ca thì được đảm bảo nghiêm ngặt. Và sự kiểm tra của Thượng Tọa Sư Phụ Trụ Trì của Chùa Long Hương luôn. Sư phụ sẽ kiểm tra và từng khâu và kiểm tra thử nghiệm coi thử là cái mẻ nào đạt thì mới cho phép xuất ra bên ngoài. Cho nên là ăn uống thì em rất là tin và sử dụng cái sản phẩm thực dưỡng của Quy Nguyên. Thành phần thì gồm có những cái thành phần quý hiếm nè, củ sen nè, cà rốt, củ cải trắng, gừng, ngưu bán nhập tươi, miso nhập, nước tương tamari, tương tỏi trường niên và dầu thực vật. Mỗi lần khi mà em ăn cơm lứt thì em sẽ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê, 2 muỗng tương đương với 10 đĩa rau á. Cái chất dinh dưỡng nó tương đương như vậy rất là tốt. Rồi cái nguyên liệu quý hiếm mà em nói ở đây á là nước tương thực dưỡng tamari của công ty Quy Nguyên. Với cái quy trình sản xuất
an toàn tuyệt đối và rất là ngon. Cái nước tương này trong nhà lúc nào em cũng trữ là từ 1 đến 2 chai để vừa sử dụng mà vừa để làm trợ phương trong những cái lúc khẩn cấp và những cái căn bệnh khẩn cấp á cả nhà. Khi mà không có ăn với tất ca, nhiều lúc á em ăn không cơm với lại nước tương như vậy. Một muỗng cà phê thì đem pha với lại 3 hoặc là 4 muỗng nước nóng. Nước nóng chứ không có pha với lại nước thường. Và không có để nguyên đặc như vậy để dùng đâu nha cả nhà. Vì nước tương rất là dương. Và khi mà mình dùng đặc mặn thì sẽ ảnh hưởng đến thận. Và đặc biệt là khi dùng dương quá thì nó sẽ bị lệch cái cán cân. Quân bình âm dương trong cơ thể gây ra bệnh dương thì nó sẽ khó chữa và rất là căng đó nha cả nhà. Cho nên là khi dùng á, thì dùng một muỗng cà phê pha với lại 3-4 muỗng nước nóng ra mình sử dụng, chứ không có sử dụng đặc. Nhiều hồi sử dụng đặc á, một chén cơm vậy mình ăn dùng một muỗng cà phê tương mình chan lên đâu có đủ đâu. Cơm mình thấy lạc thì mình cứ chan thêm, thành ra bữa đó mình ăn cái một chén cơm của mình là nó đã bị quá dương rồi, nó sẽ không có tốt cho sức khỏe nữa. Vì vậy là một muỗng cà phê pha ra với lại nước nóng, sau đó là mình ăn đến đâu thì mình chan đến đó, mình ăn hết mình chan tiếp nữa thì nó rất là vừa, không có bị quá mặn và không có bị thừa cái độ mặn ở trong cái cơm, trong cái chén cơm của mình. Ăn cơm lứt với lại tất ca và nước tương rất là ngon. Cả nhà có bao giờ mà bị cái tình trạng là mình chán ăn, ăn món gì cũng không thấy ngon, ăn món gì cũng ngán, không có biết tới bữa đó phải ăn cái cơm với cái gì? Thì những mách nhỏ cho những cái cô chú hoặc là những cái anh chị hoặc là các bạn nào mà gặp cái tình trạng đó á, chỉ cần là ăn cơm lứt thôi, là cơm lứt trộn với lại đậu vậy nè, rồi nấu lên mà ăn một muỗng như vậy, nhai khoảng 100 lần, trên 100 lần thì càng tốt, nhai khoảng 100 lần rồi mình nuốt, rồi nhai tiếp một muỗng khác cũng 100 lần nữa nuốt. Cứ ăn như vậy liên tục 3 ngày em đảm bảo là món gì cũng thèm, mình ăn uống thấy nó ngon miệng, phục hồi lại cái vị giác của mình luôn á cả nhà. Và khi mà ăn uống như vậy nhiều hồi mới có 2 ngày là mình đã thấy thèm ăn rồi, mình cảm giác là mình ăn cái gì vô nó cũng ngon nữa, chứ không đến 3 ngày đâu. Em đã thử nghiệm và rất là thành công luôn á cả nhà. Trong những cái bữa cơm hàng ngày thì đều thấy là hạnh phúc và biết ơn. Hạnh phúc và biết ơn vì mình đã có được một bữa ăn cơm rất là sạch, tốt cho sức khỏe. Mình thư thái ăn uống, cảm nhận về món ăn đã là một điều tuyệt vời hơn rất rất nhiều những người khác ở trên thế giới này rồi. Cho nên là khi mà thọ dùng thực phẩm thì em luôn thấy hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà đã nghe em xàm xí nãy giờ. Xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhiều lợi ích trong từng bữa ăn, và lớn hơn là mang lại lợi ích cho bản thân và cho nhiều người khác nữa. Cả nhà hãy theo dõi và ủng hộ em trong những video về những cái cách chia sẻ nấu những món ăn thực dưỡng, những món ăn chay ngon. Cả nhà mình có thể là bình luận hoặc là có thắc mắc hay là đóng góp gì đó thì có thể là inbox hoặc là bình luận cho em. Về những cái vấn đề về thực hành dưỡng sinh thì em sẽ cố gắng là em sẽ rep những cái bình luận của cả nhà được đầy đủ và sớm nhất. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ. Em xin tạm biệt và dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.